istiyorsun? Trong kia nó để cái chén, nó đem cái ly tự cà phê. Đây là miso soup nha. Chùi không?
giống như gói bột qua lại chứ không phải là tươi. Trên đây hầu như là nó không phải tươi, nó giống như là bột gói qua lại. Cái loại này y chang cái loại mà gói cà phê vậy đó, mình qua lại thôi chứ không phải tươi. Lên đây thử nghiệm là trong ghế chờ đợi ăn vậy coi ngon không, mà cũng không có gì ngon. Tạm tạm vui nhất là đổi dư tiền thối lại được một mớ, đây là tiền to là mới luôn á, chứ giờ còn dư tiền đem về nè đâu xài, cũng đâu đi qua đây không biết chừng nào mới qua đây chơi nữa, nhưng mà có tiền mới gì để dành nó đã, mới xanh mà mới mà thơm mùi giấy luôn nha. Wow, mới tăng luôn. Ờ, cái giới là thắng băng rồi. À, hên quá. Đã, đưa 1.000 trả nó là nhiều. Nó đây là nhiều. Bây giờ, ok, xong rồi. Bye bye, bye bye, bye bye. Chào tạm biệt cả nhà.